Hello, welcome to the warehouse. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách hàng sản phẩm vang đỏ Chateau Haussel đến từ tiểu vùng Grape, Bordeaux của nước Pháp. Lâu đài Haussel thuộc sở hữu của gia đình Le Goncourt vào những năm 1900 của thế kỷ 19. Vào những năm đầu của thế kỷ 21, sản phẩm ra đời với những giá trị đương đại dựa trên niềm đam mê của phương thức sản xuất truyền thống. Chai rượu mang phong cách Bordeaux với sự phối trộn của 60% Merlot và 40% Cabernet Sauvignon. Trước khi đóng chai, chai rượu được ủ trong thùng gỗ sồi 12 tháng, là trong các thùng gỗ sồi của Pháp. Quý vị có thể dễ dàng nhận thấy hương thơm của trái cherry, mâm xôi, thảo mộc và gỗ sồi đem lại ấn tượng mạnh mẽ. Hương vị trái cây đỏ phong phú ban đầu được kéo theo sau bởi tannin hấp dẫn và kết thúc cân bằng. Sản phẩm kết hợp tốt với phô mai, nấm, các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu hoặc thịt nai, ngon hơn khi thưởng thức tại nhiệt độ từ 16 đến 18 độ C. Quý khách có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm này tại hệ thống bán lẻ của The Warehouse hoặc hệ thống nhà hàng khách sạn theo thông tin dưới đây. Cảm ơn và chúc quý khách hàng có những buổi thưởng thức rượu vang thật là tuyệt vời cùng bạn bè và người thân. Cảm ơn.